Khán giả, quý vị đang cùng quay trở lại với chuyên mục review mẫu nhà đẹp cùng với Mac Home. Trước khi đi vào chi tiết video clip ngày hôm nay, chúng tôi xin phép tóm tắt đôi nét về Mac Home. Mac Home là một trong những đơn vị hàng đầu tại Việt Nam cung cấp các dịch vụ tư vấn, thiết kế, sửa chữa, cải tạo, hoàn thiện nội thất và thi công chọn gói cho quý khách hàng có nhu cầu xây mới hoặc sang sửa lại ngôi nhà của mình. Quý vị có thể theo dõi chi tiết thông qua các video clip cũng như hình ảnh về sản phẩm được thiết kế trực tiếp bởi Mark home của chúng tôi được thực hiện và đăng tải trên các kênh phương tiện truyền thông như YouTube Maxhome, Facebook Mark home VN và những clip ngắn trên nền tảng TikTok để có được những cái nhìn tổng quan về năng lực của Maxhome. Trên các nền tảng số này thì cũng đã có các số hotline của công ty hoặc quý vị cũng có thể đến trực tiếp các cơ sở của công ty có địa chỉ trải dài khắp 3 miền của đất nước để tham quan và đưa ra yêu cầu trực tiếp. Bác Hôm xin thân hạnh chào đón quý vị. Hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng với Xuân Hưng ngắm nhìn những hình ảnh từ một công trình với lối kiến trúc hiện đại tại Tân Thịnh, Hòa Bình của gia đình anh Nguyễn Kiều Tài. Như quý vị có thể quan sát đang hiện trên màn hình là mô hình mô phỏng 3D toàn cảnh từ mặt trước của ngôi nhà với những đường nét góc cạnh và độc đáo. Lối kiến trúc phá cách kết hợp cùng với gam màu ấm áp đầy hài hoa tạo nên một tổng thể công trình tương đối nịnh mắt. Đầu tiên, nói về màu sắc, Chủ đạo ở đây là hai màu trắng và vàng nâu được thể hiện một cách liền mạch và hợp lý từ trên mái xuống đến cổng, tạo nên bố cục về màu sắc khá lạ nhưng lại bắt mắt. Và kết hợp với đó là việc bố trí hệ cổng có thiết kế nan dọc tương đồng với các phần mái tre hệ lam có kính cường lực ở phía trên cùng khu vực tường được ốp gạch Việt Nhật ở dưới cửa sổ trước cửa tầng 2, giúp cho tính thẩm mỹ của căn nhà được đảm bảo sự thống nhất và đem đến cảm giác thoáng đãng, tận dụng được tối đa không khí và ánh sáng tự nhiên vào nhà. Đồng thời, dù được thiết kế theo xu hướng hiện đại, song căn nhà vẫn được bố trí bồn cây ở hai bên bờ tường rào và trước cổng chính giúp cho công trình vẫn có sự gắn kết và hài hòa với thiên nhiên. Mà phần trang trí ở trước cửa nhà cũng được đảm bảo không quá đơn điệu. Chỉ lưu ý một điều, quý vị sẽ cần thật kỹ lưỡng trong việc xử lý chống thấm của các bồn cây này. Vì đây là vấn đề mà đa số hiện nay các bác thợ xây sẽ thường không chú trọng đến, dẫn đến tình trạng thấm ngược, gây mất thẩm mỹ và suy giảm chất lượng của công trình phía bên trong. Bước qua cổng, chúng ta sẽ thấy rõ hơn về tổng thể của kiến trúc ngày hôm nay. Thứ nhất, về phần mắt nhìn, quý vị sẽ thấy ngay hình khối của căn nhà hay các gờ tường nổi đã đem đến một cảm giác khá vững vức và đồng nhất. Đồng thời, các phần chi tiết thiết kế ngoại thất không quá rườm rà và cầu kỳ là những điểm đặc trưng ở những công trình kiến trúc mang phong cách hiện đại. Chúng tôi vẫn thiết kế cả hệ thống đèn âm trần cho gia đình anh Tài để phục vụ tính thẩm mỹ và nhu cầu sử dụng ánh sáng. Phía dưới, trước khi bước vào nhà, là khu vực bậc tam cấp tương ứng theo quan niệm về phong thủy là thiên, địa, nhân, tượng trưng cho việc con người với đất trời dung hòa là một, đồng thời cũng đáp ứng được việc cân đối giữa phần trên và dưới khi đây là một căn nhà hiện đại. Với hệ mái bằng thay vì các hệ mái nhô lên như mái Nhật hay mái Thái, vì vậy lựa chọn xây dựng bậc tam cấp hay vì ngũ cấp thay ở trường hợp này là một sự lựa chọn hợp lý. Một đặc điểm đặc biệt nữa phải kể đến là các khung cửa hệ nhôm kính với hộp dày 8,38mm trải rất rộng. Đây là điều luôn được Mark Home ưu tiên tư vấn đến quý khách hàng để đảm bảo về không khí cũng như ánh sáng tự nhiên có thể vào được trong tư gia của quý vị, góp phần gia tăng tài lộc và sức khỏe của gia chủ. Điều này không chỉ đảm bảo tính công năng của khung cửa mà còn đáp ứng tốt nhu cầu về tính an toàn của ngôi nhà phần cửa chính vào nhà có kích thước 3 mét rộng nhân với 2,7 m cao tạo sự bề thế cho phần công trình đón được sinh khí tài lộc vào nhà được tốt nhất. Bây giờ chúng ta sẽ tiến vào trong và hình ảnh đầu tiên mọi người có thể thấy đó là phần bóc tách mái tầng 1 nơi sẽ bố trí không gian phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ và VC. Ở đây, Mark Home đã tư vấn cho anh Tài với cách thiết kế từ cửa chính đi vào sẽ là khu vực phòng khách tương đối rộng rãi và thoáng đạt. Sau đó có một cái hay ở tầng 1 là chúng ta thường không muốn khách vào nhà mà lại nhìn được thẳng vào bếp. Do vậy ở đây chúng tôi cũng đã bố trí phòng ngủ tầng 1 ngăn cách giữa không gian phòng khách với không gian phòng ăn, vừa tiện cho việc di chuyển và còn giúp đảm bảo tính thẩm mỹ và không bị mùi từ bếp ra phòng khách. Dù ở đây có trang bị thêm cả hệ thống hút mùi và cửa sổ bên hông rồi, nhà vệ sinh thì cũng đã được bố trí bên cạnh khu bếp với đầy đủ các trang thiết bị từ lavabo, vòi hoa sen và bồn cầu. Với một không gian và thửa đất như thế này, việc thiết kế được một không gian phòng khách có diện tích 3,8 m rộng nhân với 4,3 m dài, tức là hơn 16 m2, tương đối thoải mái cho việc tiếp khách cũng như sinh hoạt chung của cả gia đình. Phòng ngủ tầng 1 sẽ có diện tích 10,2 m2, diện tích phòng ăn là 15 m2 và nhà vệ sinh tầng 1 là 1,4 m rộng nhân 2,2 m dài. Lên tầng 2 gia đình anh Tài lựa chọn làm 3 phòng ngủ với 2 phòng ngủ thường và 1 phòng ngủ master vệ sinh khép kín. Nhà vệ sinh còn lại nằm ở ngay ngoài khu vực hành lang dẫn từ cầu thang đi lên. Các phòng ngủ thì vẫn đảm bảo đầy đủ tủ quần áo, bàn trang điểm, táp đầu giường và đặc biệt là các cửa sổ để có thể lưu thông không khí và ánh sáng tự nhiên vào phòng. Đi hết hành lang về phía bên tay trái còn có thêm một khu vực ban công nho nhỏ để có thể bố trí bộ bàn ghế ngồi uống trà hay có thể làm nơi trồng cây cảnh đều hay. Trên khu vực tầng 2 này, 3 phòng ngủ sẽ được xây dựng lần lượt với diện tích từng phòng là 14,6m2, 12,7m2 và 11,8m2. Hai nhà vệ sinh 2 và 3 với diện tích là 3,87 và 3,57m2. Và phần diện tích gần 3m2 còn lại vẫn đủ để chứa ra phần ban công tầng 2 rất hợp lý. Tiếp tục lên đến khu vực tầng 3 sẽ là khu vực gian thờ được làm hoàn toàn bằng gỗ ở chính giữa. Không gian trang nghiêm và quan trọng nhất của ngôi nhà theo văn hóa Á Đông của chúng ta là phòng thờ đã được bên phía gia đình anh Tài và Mark home thống nhất với nhau về diện tích khoảng 12,7m2 dành cho khu vực này. Cùng với các hệ cửa mở rộng và thông thoáng giúp gia tăng khả năng đón sinh khí và đồng thời giúp khả năng lưu thông không khí thoát khói hương được đảm bảo. Nhìn ra phía trước sẽ là khoảng ban công rộng mênh mông với 2,1m chiều rộng và gần 6m chiều dài. Ra phía sau là khu vực sân phơi với phần diện tích còn lại của tầng 3. Trên cùng, phần mái sẽ có thanh nước và hệ thống thái dương năng để đáp ứng nhu cầu điện nước của gia đình. Và như phần đầu, Xuân Hưng có chia sẻ với quý vị và các bạn, các tấm lam bê tông sơn giả gỗ được bố trí cách đều nhau với phần kính cường lực ở phía trên sẽ giúp không gian trở nên thoáng đạt và có thêm nhiều ánh sáng tự nhiên vào với công trình của chúng ta hơn. Như vậy, quý vị có thể thấy chúng ta đã có thể sử dụng hết công năng của một ngôi nhà với đầy đủ các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Để theo dõi kỹ hơn, xin mời quý vị sẽ cùng với Xuân Hưng xem chi tiết hơn vào phần chi tiết các bộ hồ sơ, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hồ sơ kết cấu và hồ sơ điện nước. Đầu tiên, nhìn vào hồ sơ thiết kế kỹ thuật, quý vị có thể nhìn nhanh ra các nội dung sẽ có trong bộ hồ sơ thông qua phần mục lục. Và với mắc hôm, chúng tôi luôn đảm bảo thể hiện đầy đủ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, cửa chính, cửa phụ, nhà vệ sinh, vân vân. Về phần mặt bằng, chúng ta có được một khu đất với tổng diện tích là 6,5 x 15,5 m2. Tuy phía đuôi có hơi thóp vào một chút nhưng không đáng kể và vẫn cho ra diện tích toàn phần là khoảng 100 m2. Điều này sẽ giúp cho chúng ta thoải mái hơn về không gian xây dựng như trường hợp của nhà anh Tài, Mark Home đã tư vấn thiết kế xây dựng trên diện tích là 11,72 nhân với 6,5 m, tức là tổng 75 m2. Ở đây quý vị có thể thấy diện tích chỉ là vừa đủ và thửa đất của gia chủ cũng nằm ở giữa những ngôi nhà khác nên sẽ không có phần cửa phụ như đa số các ngôi nhà mà Mark Home đã tư vấn thiết kế. Tuy nhiên, việc cửa chính lớn cùng với rất nhiều các cửa sổ được bố trí xung quanh nhà sẽ giúp cho không gian có độ mở cần thiết và không bị lo về việc bí bách. Một phần đặc biệt hơn của Mark Home so với các đơn vị khác nằm ở chỗ chúng tôi luôn có sẵn các thể phong thủy sẵn sàng tư vấn giúp cho khách hàng về lĩnh vực này. Như trong hồ sơ thiết kế, kỹ thuật về mặt bằng bát trạch, gia chủ sinh năm 1981, cửa quay ra hướng đông nam là hướng sinh khí, được phúc lộc vẹn toàn và hướng đông là thiên y, được thiên trời che chở. Từ đó sẽ cho ra được một thiết kế với các hướng cửa sổ và bố trí các khu vực công năng của căn nhà một cách hợp lý. Vì vậy, quý vị có thể yên tâm với những tư vấn thiết kế của Mark Home. Quan sát mặt đứng và mặt cắt của công trình, chúng ta thấy được phần bậc tam cấp cao 45cm, tầng 1 là 3m9, tầng 2 là 3m6 và tầng 3 là 3m3. Các khoảng thông thủy này đều là những bội số có thể chia hết được cho 3 nên sẽ rất đảm bảo về mặt tiêu chuẩn thi công. Các thông số chi tiết khác cũng được đề cập rất cụ thể trong các bản vẽ này. Phần mặt cắt sẽ cho chúng ta thấy được cách thi công của một công trình, vị trí nào cần hạ cốt sàn hay thực hiện các công tác khác liên quan nhằm đảm bảo chất lượng của công trình. Sang đến hồ sơ kết cấu, chúng ta sẽ chú trọng vào phần móng trước tiên. Vì phần nền đất của nhà anh Tài vốn là phần đất cứng, do vậy chúng tôi lựa chọn thi công phần móng băng. Đây là phần móng vốn được biết đến với ưu điểm giúp liên kết giữa tường và cột, tạo sự chắc chắn theo phương thẳng đứng. Đồng thời, có tác dụng giảm áp lực đánh móng, hỗ trợ cho việc truyền tải trọng lượng của công trình xuống dưới được đều hơn và phù hợp nhất với những ngôi nhà từ 3 đến 5 tầng có cùng nền đất dùng với ngôi nhà của anh Tài và phần ưu điểm vượt trội khi quý vị đến với Max Home là chúng tôi có thể thống kê luôn vật tư sử dụng trong quá trình thi công nên có thể hoàn toàn an tâm về vấn đề dư thừa hay thiếu sót vật tư dẫn đến tốn kém thêm cho chủ đầu tư. Cùng với đó, các phần bố trí đèn điện, hệ thống nước của công trình sẽ được trình bày cụ thể chi tiết trong hồ sơ điện nước. Quý vị có thể có cái nhìn tổng quan và kỹ lưỡng hơn về tính hữu dụng và hợp lý của sơ đồ điện nước trong hồ sơ này. Và vừa rồi chúng ta đã cùng với nhau đi tham quan ngôi nhà của anh Tài ở Tân Thịnh, Hòa Bình Một lần nữa có thể khẳng định với quý vị dấu ấn mà Mark Home để lại luôn là không quá cầu kỳ, rắc rối nhưng lại tinh tế và hợp lý đến từng chi tiết Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được nhiều hơn nữa những phản hồi về những sản phẩm mà chúng tôi đưa đến tay khách hàng và đồng thời cũng mong muốn tiếp nhận thêm những yêu cầu tư vấn mới qua hotline của công ty 096 445 8888 hoặc 0828 133 333 để được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các số ra tiếp theo.